Đầu tiên xin kính chào quý vị vào ngày hôm nay là mùng 5 tháng 7 năm 2016. Và hiện nay tôi đang ngồi trong cái thùng xe tải. Tôi đang chở cái mấy cái tấm tranh từ xưởng hoàn thiện trở về cửa hàng. Và tranh thủ cái lúc mà đang chờ đợi bê những công nhân đang bê tiếp cái đồ ra. Cứ để tạm dưới đất à? Để chỗ sạch chưa? Để chỗ sạch. Thì là tác nghiệp luôn. Để báo cáo quý vị hiện nay ở đồ vô hiện là gas. Đang còn lưu chú ý. Ôi, anh bảo rồi, thôi chú là chuyện khác rồi nhá. Thấy nhá. Thì như vậy là hiện nay báo cáo quý vị là cái bức tranh mà dài 2m53. Đây bức tranh trước mặt đây, Minh Quy Bấy Tổ dài 2m53, cao 1m27. Và ván này là chúng tôi sẽ ván 2 phân, như ván mặt sập, ván liền. Và khảm là đặc sắc đủ bảy sắc cầu vồng. Cái bức này chúng tôi giới thiệu mấy lần rồi, bây giờ chỉ giới thiệu là bức quy bái tổ này là chúng tôi đang còn 2 tấm dài 2m53, cao 1m27 và đứng sau lưng từ đây. Bên này lại là một tấm với cái nội dung hoàn toàn giống hệt, vẫn bảy sắc cầu vồng và vẫn đủ những cái ngựa anh đi trước võng nàng theo sau, vẫn điển tích như vậy, rất nét na luôn. Đây. Và cái bức này là cao 1m14 và dài 2m17. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Chúng tôi đang quay tại xưởng hoàn thiện. Được, cho cái này lên đi. Cho lên xe đi. Rồi cho mấy tấm tranh lên xe đã.